vật mang lại những giá trị nhân văn đến cho tất cả những người yêu điện ảnh. Và cũng cầu chúc cho các anh chị với những tâm huyết của mình sẽ luôn thành công hơn nữa trong những dự án phim sắp tới để mang đến cho quý vị khán giả những thứ phim hay nhất. Còn một lần nữa xin một tràng vỗ tay thật lớn cho sự hiện diện tất cả các vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Quang, đồng đội Minh Trung. Xin được trân trọng cảm ơn các anh chị. Xin mời quý vị chúng ta về lại vị trí của mình. Kính thưa quý vị, trong chương trình thì chúng tôi cũng đã được nhận được sự đăng ký của rất nhiều quý vị khán giả để muốn tham gia giao lưu cùng với các nghệ sĩ.